Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục những cái con Crown Itech 5000 HD đời cao của âm thanh Mỹ. Khang Minh cập bến về 10 con, tất cả gần như mới cứng luôn. Đấy, những cái ni lông mặt này. Nguyên bản, nguyên mặt, chưa hề bóc cái ni lông ra. Tất cả chỉ có chạy một vài trăm giờ thôi. Và những cái video Khang Minh về và review trên kênh trong cái lô hàng gần 10 con Crown Itech 5000 HD này ít ngày vừa qua thì ai cũng nắm được rồi. Và tiếp tục con này, Khang Minh test sơ qua và check cái số giờ ra để em khách hiện đang sinh sống bên Đài Loan, em thì người Thái Bình, em xem trên kênh và em đặt một con cũng như là một cặp loa STX 835 nữa. Đấy, hôm nay lên một cái video để em xem. Và em chưa có nhu cầu là đón sản phẩm về, nhưng mà em đặt trước gần như là đủ số tiền hết rồi, cả con đẩy này và cả cặp loa STX 835 full shop mới cứng luôn. Khang Minh báo có hàng về thì em đã đặt ngay lập tức rồi, tức là không kịp lên kênh lên sóng luôn, hàng ở bên kia có hàng, em đã đặt tiền rồi. Đấy, còn nào này, bây giờ chúng ta xem cái số giờ nhá. Tất cả Khang Minh cập bến về gần 10 con, chỉ có chạy một vài trăm giờ thôi. Đấy, 318,8 giờ. Cái số 8 này nó chạy tới số 9 và nhảy về số 0 thì bên số 8 này sẽ nhảy sang số 9. Đó, Crown Itech 5000 HD ni lông mặt này, phun hết cả mặt, ni lông chưa hề bóc ra luôn. Đấy, gần như là không có một cái vết nào cả. Bây giờ chúng ta nghe tạm ra một cặp loa AM 7212/95. Đấy, những cái bản nhạc quen thuộc. Chắc là 2-3 tháng nữa em sẽ đón sản phẩm này và cặp loa STX 835 và lên một cái cấu hình cũng tương đối là khủng. Đấy, phía sau này đèn mát, từng cái chân cắm, Zalo, số điện thoại Khang Minh đây, 0918 98 787.